Thưa quý vị, vụ việc một cán bộ của Phòng Cảnh sát Quản lý Trật tự Xã hội Công an tỉnh Bình Dương BC06 bị tố cáo hành hung một phụ nữ khi được nhắc nhở đỗ xe chắn lối đi đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Người dân bày tỏ nhiều bức xúc trước hành vi côn đồ hung hãn của người đàn ông. Còn lãnh đạo phòng BC06 cho biết đơn vị này đang xác minh làm rõ theo phản ánh của nạn nhân. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm thông tin về video trên mạng cho rằng một cán bộ thuộc Công an Bình Dương xô xát với người phụ nữ tại thành phố Thuận An vì mâu thuẫn chuyện đậu xe hơi. Về theo lãnh đạo phòng BC06, cán bộ công an bị tố hành hung làm ở bộ phận hồ sơ. Trước mắt đơn vị đang yêu cầu người này làm tường trình báo cáo sự việc. Sau khi có kết quả xác minh sẽ xử lý theo quy định. Trước đó, một người phụ nữ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình về việc bị một nhóm người hành hung. Theo người này, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, thành phố Thuận An. Vào thời điểm trên, khi bà đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai xe ô tô đậu chiếm lối đi. Khi được nhắc nhở, nhóm người chủ xe xảy ra xô xát với vợ chồng bà. Thậm chí một người đàn ông trong nhóm chủ xe còn xưng là công an và thách thức gia đình gọi công an.